chiêm bao thấy bát cá rô chứng tỏ rằng những khó khăn, bất chắc trong công việc và cuộc sống của bạn đang bắt đầu trở nên ổn định hơn. Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều rắc rối mà bạn cần phải giải quyết một cách thấu đáo. Mờ thấy bát cá rô thể hiện công việc của bạn sẽ có thể hơi vất vả một tí. Thế nhưng bạn vẫn phải cố gắng, giữ vững tinh thần để có thể vượt qua một cách thuận lợi nhất. Nằm mơ thấy bát được cá rô đồng chứa đựng những ý nghĩa gì đối với thực tế của người mơ. Giấc mơ này thể hiện cuộc sống hiện tại của bạn vô cùng rõ ràng. Chắc hẳn, thời gian gần đây bạn đã phải chịu quá nhiều áp lực cả trong công việc lẫn tình cảm. Bạn luôn mong muốn bản thân mình được nghỉ ngơi. Việc thấy cá rô đồng mang ý nghĩa bạn chỉ còn một chút sức lực để tiếp tục công việc đó. Những nơi yên bình, không bộn bề, tĩnh lặng là điều bạn đang mong muốn lúc này. Luận giải giấc mơ thấy bắt được nhiều cá rô đồng dựa theo sổ mơ cực chuẩn. Theo kinh nghiệm mà cha ông ta để lại, nếu những ai mơ thấy cá rô đồng thì sắp tới cuộc sống của bạn có rất nhiều biến động. Có thể sẽ là những rắc rối trong tình cảm lẫn công việc. Việc bạn tỏ ra lơ đãng và chưa thực sự tập trung vào mục tiêu bản thân sẽ khiến mọi thứ trở nên tệ thêm đi. Do đó, sẽ hay bị người khác đánh giá thấp về cách làm việc cũng như chuyên môn. Điểm báo chính xác trong thực tế hiện tại và tương lai thông qua giấc mơ thấy cá rô phi. Với những giấc mơ thấy cá rô phi thì nó cho thấy trong công việc hiện tại của mình đang chưa tìm ra được một hướng đi mới mẻ và cũng không có sự phát triển nhiều. Vì vậy, bạn nên dành thời gian để lập lại cho mình một kế hoạch hoàn chỉnh và tìm phương pháp để cải thiện tình trạng bây giờ của mình. Nằm mơ thấy mình bắt được nhiều cá rô phi là giấc mơ báo tin sắp đến bạn sẽ đạt nhiều thành công trong công việc, những dự án đang chuẩn bị tiến hành sẽ nhìn thấy được một con đường đi tốt. Đây chính là điểm báo cho bạn đánh số khi mơ thấy cá rô phi đánh để con gì. Mơ thấy bắt được cá rô đánh con gì. Mơ thấy mình bắt được cá rô là số 27, 91. Nằm mơ nhìn thấy bắt nhiều cá rô phi là số 29, 59. Mơ thấy bắt cá rô phi, đánh để số 39, 65. Ngủ thấy câu được cá rô đồng to, đánh để số 12, 09. Mơ thấy cá rô mắc cạn, 67. Mơ thấy cá rô bị mắc lưới, 34. Nếu bạn thấy hay hãy comment và để lại bình luận dưới video, giải mã giấc mơ.vn sẽ giúp bạn giải đáp thêm những giấc mơ của bạn.